đang ngủ nhá. Ngủ rồi nhỉ.
Có chuyện gì đấy Bi? Hả? Con có chuyện gì á? Mà có chuyện gì mà sao hai chị em ngồi trước cửa phòng mẹ mà không đi chơi đi? Hả? Con nói mẹ nghe nào, mà có chuyện gì nào? Con nói mẹ nghe con có chuyện gì mon? Hả? Sao? Ủa, nãy mẹ thấy con chơi với Seri mà ố, con giận cái gì á? Con giận cái gì? Hồi nãy mẹ thấy con chơi với Seri mà, sao giờ buồn thế? Hử? Sao buồn? Em sao buồn á mon hả cô Bi? Hả? Ồ, vậy á hả? Ồ, Mon với Seri giận nhau quá. Chắc là Seri lại đổng đảnh lên là lại không chịu chơi với Mon chứ đúng không? À, hồi nãy Seri nó buồn ngủ ấy. Seri buồn ngủ xong rồi Seri nhăn lên đúng không? Chắc là như thế là Seri bắt nạt Mon đúng không? Đúng không Mon? Đứa con buồn hả? Hả? Con thương thế. Ừ. Tại em buồn ngủ á, nha. Tại Seri buồn ngủ á. Chứ bình thường Seri cũng thích chơi với con mà. Tí nữa Seri ngủ dậy mẹ nói Seri chơi với con nhé. Mẹ nói Seri xin lỗi con nhé. Nhé, đừng buồn nữa nhé. Nhé, mẹ thương nhé, các chị có Bi thương con nè. Bi thương em không? Bi, Bi thương em không? Nó, có thương em không? Nào Bi ôm em đi, ôm em chơi với em nhé. Nhé. Rồi bây giờ mẹ đưa cả cả Mon với lại cả cô Bi ra ngoài chơi nhé, mẹ chơi cùng hai đứa nhé. Được không? Nào đi chơi nào, đi. Mình chơi đi, mình chèo đi. Mình chèo đi. Đấy, mình thích chèo.